hello các bạn, trong video tiếp theo uh, về chuyên mục đấy là trò chuyện với 28tech ở tuần này, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái bài viết mà mình thấy nó rất là hay, thì chính là cái bài viết có tiêu đề đấy là tự học lập trình trong 10 năm của Peter Novik. Uh, cho bạn nào chưa biết thì Peter Novik là một nhà khoa học nổi tiếng và rất là giỏi trên thế giới. Uh, ông đã từng giữ các chức vụ cao ở NASA cũng như hiện tại thì đang làm uh, giám đốc nghiên cứu của Google thì bạn nào mà học môn trí tuệ nhân tạo thì chắc cũng đã đọc qua cái cuốn sách của ông đấy là cuốn Artificial Intelligence: A model Approach đó được sử dụng rộng rãi ở trên các cái trường đại học trên thế giới khi mà dạy về trí tuệ nhân tạo. Thế thì mở đầu cái bài viết này thì ông ấy có đặt một cái câu hỏi đấy chính là tại sao mọi người lại rất là vội khi mà học lập trình, ok? Thì ông ấy dẫn dắt bằng một cái câu chuyện đấy là khi mà mình bước vào một cái cửa hàng sách nào đó ấy, Thì mình sẽ thấy những cái cuốn sách mà nó có tiêu đề ví dụ Đấy là học lập trình Java trong 24 giờ à, Bên cạnh đó thì còn rất là nhiều cái loại khác mà nó cũng có cái tiêu đề tương tự như vậy Nhưng mà nó sử dụng cho ngôn ngữ C, SQL, Ruby hoặc là thuật toán đó. Thế thì cái này mình nghĩ là nó cũng hoàn toàn chính xác đó. bởi vì khi mà các bạn học lập trình thì các bạn mong muốn là gì mình sẽ dành ít thời gian nhất có thể để mình có thể thành thạo một cái ngôn ngữ lập trình nào đó hoặc là một cái kỹ năng lập trình nào đó đúng không nên là khi đó thì họ sẽ đánh vào cái tâm lý đó của các bạn và họ sẽ ra những cái khóa học nó với có những cái slogan rất là bắt tai ví dụ như là làm chủ diện cộng trong 5 tuần hoặc là Python làm chủ Python trong 4 tuần hoặc là Python zero to hero trong 4 tuần chẳng hạn. Đúng không? Hoặc là những cái cuốn sách ví dụ như là làm chủ Java trong bao nhiêu ngày đó, bao nhiêu giờ đó, vân vân. Nhìn chung là nó sẽ cần rất ít thời gian để các bạn có thể thành thạo một cái kỹ năng nào đó. Với cá nhân mình đánh giá thì rất là khó. Nếu mà các bạn dùng 4 tuần để thành thạo một ngôn ngữ lập trình nào đó trừ khi các bạn đã là một cái lập trình viên thành thạo một cái ngôn ngữ lập trình khác rồi và rất là kiến thức của các bạn rất là ok rồi thì các bạn mới học cái ngôn ngữ lập trình mới nó nhanh được và các bạn có thể thành thạo được nó trong vòng khoảng một tháng thế còn trong vòng 24 giờ thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình khi mà mình đi dạy lập trình các bạn sinh viên công nghệ thông tin nhá ok chứ không phải là sinh viên học các ngành khác đâu thì trong 24 giờ đầu tiên từ khi bắt đầu học lập trình các bạn ấy chưa biết gì về lập trình ấy thì 24 giờ đầu tiên các bạn ấy chỉ viết được một vài cái chương trình cơ bản để giải quyết một vài bài toán cơ bản như là cộng trừ nhân chia hay là tính diện tích hình chữ nhật vân vân thôi. Ok. Đó. Thế còn 24 giờ mà thành thạo thì gần như là mình chưa gặp ai bao giờ cả. Thế thì ở đây ông ấy có kết luận đấy chính là gì? Đấy là mọi người đang quá vội trong cái việc học lập trình hoặc là cái ngôn ngữ lập trình đấy nó quá dễ để mà có thể học. Ok. Để có thể học được trong 24 giờ. Đó. Thế thì ở đây mình có một cái Thế cái, cái cái ảnh mà người ta nói về cái việc đấy là mình sẽ học trong xịm cộng trong 21 ngày như thế nào 21 ngày nhé Ok không phải là 24 giờ thế thì ngày đầu tiên ý, đến ngày thứ 10 thì các bạn sẽ phải tự học về biến rồi là mảng rồi là chuỗi ký tự rồi là hàm vân vân đến ngày 11 đến ngày 21 thì mình sẽ học về các cái luồng chương trình rồi là tham chiếu rồi lớp đối tượng uh, kế thừa rồi là đa hình từ ngày 22 đến ngày 697 thì mình sẽ phải làm rất nhiều cái bài tập mà các bạn cảm thấy nó thú vị và có được những cái niềm vui trong cái việc là mình học, ok? Và mình sẽ đúc rút ra những cái kinh nghiệm từ những cái lỗi mà mình làm bài tập từ ngày 22 đến ngày 697. Thế còn từ ngày 698 đến ngày 300 à xin lỗi 3648 ấy, thì mình sẽ tương tác với các cái lập trình viên khác và làm việc với các cái project cùng nhau và học hỏi từ họ từ ngày 3649 đến ngày 7781 thì mình sẽ học về các cái lý thuyết về vật lý này hoặc là các cái công thức về lượng tử hoặc là uh, trọng lượng gravity đấy. Ok, thế còn từ ngày 7782 đến ngày 14611 thì mình sẽ học các kiến thức về sinh học uh, rồi là di truyền rồi đúng không? Ok. Thế còn từ ngày 14611 sau khi mà bạn đã học được hết những kiến thức này rồi thì mình sẽ sử dụng những kiến thức về sinh học của mình để tạo ra một cái thuốc mà nó có thể đảo ngược tuổi tác. Tiếp theo vẫn là ngày 14.611 đấy và mình cũng sử dụng những cái kiến thức về vật lý mà mình học ở cái chỗ đây 3649 đến 7781 này này. Mình sẽ tạo ra một cái flux capacitor. Cái này như kiểu là cái mà du hành thời gian đấy. Và cho các bạn quay trở lại về ngày 21 đó. sau đó thì ngày 21 thì mình sẽ uh, thay đổi mình với một cái người mà đã một người trẻ hơn Vậy thì chứng tỏ là gì nhỉ để mà học C cộng cộng trong 21 ngày là các bạn sẽ phải có một cái thuốc để mà nó uh, làm trẻ Ok làm trẻ mình cái thứ hai đấy là các bạn phải du hành được thời gian về ngày thứ 21 bởi vì để học những cái kiến thức đấy thì các bạn sẽ phải cần những cái thời gian như thế này rất là dài đúng không Ok, nếu mà không cần cái mục mà học vật lý với lại về uh, sinh học này thì các bạn cũng phải mất đến ngày 3648 tức là khoảng 10 năm đấy. Đúng không? 365 ngày một năm mà thì cái đến cái 3648 này sau khi mà, mà các bạn có thể làm việc với các cái project và làm việc với các cái programmer khác rồi. Đó, thì nếu mà bạn muốn quay lại chờ ngày 21 thì bạn học thêm hai cái này. Ok, đó thế chứng tỏ là gì các bạn không thể học được 21 ngày mà thành thạo ngôn ngữ lập trình C cộng đâu ok trừ khi là các bạn chỉ học first first và uh, biết được cái cú pháp của nó còn cái vấn đề đấy là mình sử dụng cái ngôn ngữ lập trình đấy để mình làm việc thì không thể thế thì <laughs> ở đây á uh, người ta sẽ phân tích cái tiêu đề ông ấy phân tích cái tiêu đề đấy là tự học C cộng trong 24 giờ có nghĩa là gì có nghĩa là thứ nhất là teach yourself tức là phải tự học ok đó thì ở trong 24 giờ ấy, thì bạn sẽ không đủ thời gian để mà viết những những cái chương trình mà nó đáng kể đâu. Ok. Và mình cũng không thể học được từ những cái thành công hay là những cái lỗi trong quá trình mà mình viết chương trình. Nhìn chung á, đấy chính là mình không có thời gian để học. 24 giờ nó quá ngắn. Đúng không? Đấy. Thế thì nếu mà <laughs> uhm, hoặc là cái cuốn sách này vậy thì nếu mà trong 24 giờ mà các bạn người ta yêu cầu là học xịm cộng trong 24 giờ ấy. thì cái cuốn sách này thì ở đây ông ấy có nói đấy chính là nó cũng chỉ nói về cái những cái mà nó quá quen thuộc không không quá sâu không quá sâu ờ, ok cái này mình nghĩ là rất là nguy hiểm bởi vì các bạn học mà các bạn không hiểu cái ý nghĩa của bên dưới của nó rất là nguy hiểm ok thì ở đây ông ấy cái gì đấy, Alexander Pope có nói rằng đấy chính là cái việc mà học kiểu phớt phớt mà học hôm mỗi một, một, một tí một tí ấy, thì rất là nguy hiểm cái này mình đánh giá là hoàn toàn chính xác bởi vì khi mà các bạn không hiểu được cái ý nghĩa bên dưới cái chương trình của mình đang thực hiện hoặc là ý nghĩa của những cái câu lệnh bên dưới mà các bạn chỉ học kiểu học vẹt ấy hoặc là uh, học làm sao cố để mà làm được một cái gì đó nhanh nhưng mà mình không hiểu cái ý nghĩa cái luồng thực hiện bên dưới của nó rất là nguy hiểm đó thế thì uh, <laughs> ừ, ở đây ông ấy có kết luận để đối với C cộng thì trong 24 giờ đầu tiên thì chắc là mình chỉ có khả năng học được cái cú pháp của si cộng cộng nếu mà bạn đã biết một cái ngôn ngữ lập trình khác trước đó rồi ok còn không thì bạn cũng chả học được gì nhiều đâu nếu mà các bạn bắt đầu từ đầu đấy thế thì có kết luận luôn đấy là trong 24 giờ thì là không đủ thời gian mà học đâu ok đấy. nên là cái bài viết này nó có tiêu đề đấy chính là học lập trình trong những 10 năm đấy vậy thì ở đây ông mới có giải thích là tại sao mình cần 10 năm để học lập trình đó thì uh, ở đây ấy, uh, các cái uh, nghiên cứu ấy chỉ ra rằng là gì uh, bạn phải mất là tầm khoảng một, ít nhất là 10 năm để mà có thể phát triển kiểu thành, thành thành chuyên gia ở trong các cái lĩnh vực ví dụ như là chơi cờ hoặc là uh, sáng tác âm nhạc hoặc là làm việc về báo chí hoặc là hội họa hoặc là piano hoặc là bơi hoặc là tennis hoặc là nghiên cứu về thần kinh hay cái gì đó ok tức là bạn cần phải 10 năm thì bạn mới trở thành một chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó thế thì cái chìa khóa ở đây ấy, đấy chính là uh, thực hành cái từ này mình quên mất là từ gì rồi um, rồi ok thực hành có chủ có chủ ý ok Tức là bạn không chỉ đơn thuần đấy Chính là làm một cái việc gì đó Làm đi làm lại một cái bài toán mà nó quá dễ Mà hãy thử thách mình bởi những cái Cái task khó hơn Mà nó vượt Vượt cái khả năng hiện tại của các bạn Và cố gắng Phân tích các cái quá trình mà Trong quá trình mà các bạn làm các cái task này Ok Và sửa những cái lỗi mà mình mắc phải Sau đó thì cứ lặp đi lặp lại Lặp đi lặp lại thôi Ok đó. Thì các bạn đây Ông ấy có lấy ví dụ đấy Chính là Moza đúng không Thì người mà Uh, bắt đầu học lập trình À xin lỗi uh, Ông Moza này thì bắt đầu học uh, uh, Chắc là âm nhạc từ năm 4 tuổi Nhưng mà 13 năm sau Thì bắt đầu ông mới tạo ra được một cái Bản nhạc kiểu world class Tức là nổi tiếng thế giới đấy Hoặc là trình độ thế giới đấy ok, Hoặc là một cái ví dụ khác như là nhóm nhạc Beatles Thì trước khi mà họ nổi tiếng Và có những cái show vào năm 1961 Thì họ cũng đã từng Ờ... Uh, biểu diễn và chơi nhạc ở các cái club ở Liverpool hoặc là Hamburg từ năm 1957 tức là trước đó 7 năm đúng không? Đấy. Vậy thì mình thấy là những cái vĩ nhân ở trên thế giới thì họ cũng cần rất là nhiều thời gian đúng không để mà họ trở thành một cái chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Vậy thì các bạn cũng không phải là vĩ nhân nhưng mà các bạn cũng phải ít nhất là cũng phải cần cái thời gian tương tự như họ chứ đúng không? Và mình cũng phải kiên trì một chút chứ. Đó thế thì trong 24 giờ hoặc là 4 tuần để trở thành hero hoặc là cái gì đó trong một cái lĩnh vực nào đó thì chắc là không thể, ok, đó. Thế thì các bạn có thể đọc thêm một chút khi ông ấy giải thích cái mà mình sử dụng 10 000 giờ để trong một cái lĩnh vực nào đó để trở thành một cái chuyên gia nhé, ok. Thế còn ở dưới này ấy thì ông ấy có đưa ra cho mình một vài cái lời khuyên để mà các bạn trở thành một cái lập trình viên giỏi, ok. Thứ nhất ấy. Đấy chính là mình hãy yêu thích lập trình Ok đó Và mình học nó bởi vì là nó đem lại cho mình niềm vui Và hãy đảm bảo được rằng Đấy chính là các bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui Trong quá trình lập trình ở Trong khoảng 10 năm Và ở đây thì ông ấy 10 năm tương đương với khoảng 10.000 giờ Tức là một năm thì các bạn sẽ phải Bỏ ra khoảng 1.000 giờ Ok tức là khoảng 3 tiếng một ngày Để các bạn luyện tập với lập trình Đó cái thứ hai ấy, đấy chính là program tức là ở đây ông ấy nói rằng đấy chính là cái kiểu học mà tốt nhất ấy. đấy chính là vừa học vừa thực hành cái này mình nghĩ là hoàn toàn chính xác và đây cũng là cái cách mà mình đã học đấy chính là trong quá trình học mình thực hành rất là nhiều ok và các bạn thấy các cái tutorial của mình các cái playlist về C/C++ C, C của mình khi mà hướng dẫn ấy mình cũng cho rất là nhiều bài tập bởi vì mình thấy được rằng là gì các cái playlist khác về các cái người khác những người khác đã từng làm về C C cộng hoặc là các cái kiến thức khác ấy, thì chủ yếu là cái số lượng bài tập nó quá ít và đa số là lý thuyết ok nhưng mà mình thấy trong cái quá trình mà mình đi dạy lập trình ấy thì cái mà làm cho một cái bạn học lập trình nào đó trở nên uh, giỏi và uh, thành thạo một cái ngôn ngữ lập trình nào đó thành thạo thì đấy là bạn ấy luyện tập quá nhiều ok đó nên là mình làm rất là nhiều bài tập các bạn để các bạn có thể tự thực hành bởi vì nếu mà các bạn chỉ học cái ngôn ngữ lập trình nào đó hoặc là cái kỹ năng nào đó mà các bạn chỉ học mỗi lý thuyết mà các bạn không thực hành nó rất dễ quên. Đó. Ok, ví dụ như một bạn chỉ học lý thuyết này thì khi mà các bạn đi thực hành ở trên trường hoặc là đi thi ở trên trường ấy thì các bạn sẽ thấy những cái người bên cạnh người ta cốt rất là nhanh bởi vì người ta đã thực hành nhiều và những cái cú pháp hay là những cái lỗi mà người ta gặp thì người ta sẽ sửa lỗi rất là nhanh. Có một cái có một cái câu chuyện như thế này mình có muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là cái thằng bạn học lập trình ở đại học với mình ý, ok, ờ, thì có thể các bạn không tin nhưng mà đến hồi năm thứ ba thì nó viết vòng for nhiều khi nó nhiều khi cái cái cái, cái giữa ba cái phần của vòng for ấy thì nó còn dùng dấu phẩy chứ không phải là dấu chấm phẩy. Bởi vì sao? Bởi vì nó thực hành quá ít thế thế là nó khi mà nó chạy lỗi thì nó mới lại nhìn ra à đây thì à, à, cái chỗ vòng for này là nó phân phải phân cách nhau bằng dấu chấm phẩy nhưng mà nếu mà một người nào lập trình nào đó mà đã cốt quá nhiều rồi thì mình nghĩ là không bao giờ họ mắc cái lỗi đấy cả đúng không ok cái 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 mắc mà giữa uh, các cái phần của vòng for ấy thì mình lại dùng dấu phẩy ấy. ok rất là nguy hiểm nếu mà các bạn chỉ học lý thuyết mà không thực hành đó Ok và đây cũng là cái cái cách mà mình đã học lập trình đấy là mình học và mình lập trình à, và mình thực hành nhiều. Ok. Bởi vì khi mà mình cảm thấy mình học một cái lý thuyết nào đó mà mình không có thực hành nhiều thì mình không thể hiểu nó sâu và mình rất là dễ quên cái kiến thức đó nên mình cũng nghĩ là các bạn khi mà học lập trình hãy thực hành rất là nhiều. Cái lời khuyên thứ ba của ông ấy đấy chính là mình sẽ nói chuyện với các cái lập trình viên khác và hãy đã cố gắng đọc các cái chương trình của họ chẳng hạn. Ok, thì cái điều này nó còn quan trọng hơn cái việc các bạn tham khảo ở các cái cuốn sách hay là các cái khóa học Nhiều khi có bạn nói là nhiều khi đi học ở đại học đúng không? thầy giáo giảng thì chả hiểu gì nhưng mà cái thằng bạn của mình nó nói thì mình lại hiểu ngay Đó, đúng không? Bởi vì là có thể họ họ hiểu được cái mà những cái khó khăn mà họ đã mắc phải Và bạn đang mắc phải thì họ có thể giải thích cho các bạn nó rõ ràng hơn Ok Đấy. Thì là mình hãy trao đổi với những lập trình viên khác Tìm ra những cái người mà họ giỏi hơn mình Ok Thì mình có thể học từ họ Hoặc là tìm ra những cái người Mà họ chưa bằng mình Thì mình có thể chia sẻ kiến thức cho họ đó Điều đó rất là quan trọng Cái lời khuyên thứ tư của ông ấy Đấy chính là If you want thì... Đây là if you want nhá. Tức là nếu mà bạn thích Thì hãy học đại học Sử dụng 4 năm để học đại học Ở miền Việt Nam mình Thì có thể là 4 năm hoặc là 5 năm đúng không Đấy Thế thì cái việc mà các bạn học đại học ấy thì nó sẽ cho các bạn cái việc cái cái, cái cơ hội đấy là mình có thể tìm đạt được các cái công việc mà họ yêu cầu về bằng cấp hoặc là cái này rất là quan trọng này đấy chính là nó sẽ cho mình một cái hiểu biết uh, sâu hơn ở các cái lĩnh vực nào đó cái này mình đánh giá là hoàn toàn chính xác các bạn sẽ thấy là những cái lập trình viên mà không học đại học ấy với những cái lập trình viên mà có học đại học bài bản ấy thì cái người lập học lập trình viên mà được học đại học bài bản ấy họ có những cái kiến thức và họ hiểu rất là sâu, đúng không? Nhiều khi uh, các bạn sinh viên học thì ví dụ như học thì cứ bảo không biết là học mấy cái môn đại cương này học làm gì, tại sao không nhảy vào thực hành luôn, đúng không? Đấy. Thì không phải là tự dưng mà người ta dạy cho các bạn các môn đại cương đâu, bởi vì sau này nếu mà các bạn làm các cái lĩnh vực mà nó nó liên quan đến học thuật nhiều nhé. Mình nghĩ là những cái kiến thức về đại cương nó rất là quan trọng. Ví dụ đại số tuyến tính hoặc là giải tích hoặc là xác suất thống kê đấy nó dùng rất là nhiều. Đó. Nên nếu mà bạn không dùng, không có nghĩa là người khác không dùng. Ok? Nên mình nghĩ đại học nó cung cấp cho các bạn những cái uh, kiến thức mà nó rất là kiểu sâu. Ok? Đó. So với những bạn lập trình mà không được học đại học, thì mình nghĩ là những bạn lập trình viên học ở đại học có nhiều lợi thế hơn về cái vấn đề đó. OK. Thế còn ở đây ông có nói này, nếu mà mình không có thích học đại học ấy, được chưa? Thì bạn có thể nhé, bạn có thể thôi chứ không phải là bạn có thể, à, bạn hoàn toàn có thể làm được đâu, mà bạn có thể thôi. Nhưng mà nó có một cái điều kiện đấy chính là, ở đây ông có một cái điều kiện đấy là with some dedication, tức là bạn phải có một cái động lực rất là lớn. Cái này các bạn có thấy đúng không? Bởi vì nếu mà các bạn tự học lập trình nhé, các bạn không tham gia một cái trường đại học nào đó, ấy, thì bạn rất là dễ nản. Ok, giữa một nùi các cái thông tin là học cái này đi, học cái kia đi Thấy họ họ bảo là học C si đi, ok tôi học C, si. học được mấy buổi thì chán Họ bảo là học C si làm gì, học C si cộng cộng đi C si cộng cộng thì nó có cả hướng đối tượng, rồi là nó có cả thư viện STL Tại sao mày không học C si cộng cộng Thế lại cũng nhảy sang C si cộng cộng Học một thời gian thấy C si cộng cộng khó quá Thì lại bỏ, xong là thấy người ta bảo là Mày học C si với C si cộng cộng làm gì, bây giờ mày học phải học những ngôn ngữ lập trình Mà có thể làm được cái job luôn, ví dụ như là Mày học Java đi, ok Đấy, để mà làm web hoặc là làm mobile đi, thế là cũng lại nhảy sang Java, nhưng mà khi mà nhảy sang Java thì lại thấy là mình không biết lập trình, mình không biết code, Đó, thế mình lại thấy là cái phần mà C C cộng cộng trước đây mình bỏ B nó rất là lãng phí, thì thấy học Java khó quá thì họ bảo là thôi nếu mà mày tự học lập trình mày không thê, không có bằng cấp mày không được học kỹ thuật lập trình, không được học lập trình uh, hướng đối tượng với uh, giải thuật ở trường thì mày cũng chọn cái công việc ví dụ như là front end đi, nó không cần quá nhiều những cái kiến thức về phần đó thì lại cũng đi học front end đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là học front end thì nó cũng rất là khó khăn đấy chứ nó không có dễ dàng như mà người ta nói đâu. Nhìn chung là các bạn muốn làm ra tiền được ở cái ngành này thì không có cái gì là dễ cả. Nên là ở cái đoạn mà có nên học lập trình ở đại học hay không này thì mình nghĩ là có nhé, ok đừng nghe người ta bảo là ở trong cái ngành công nghệ thông tin này thì bằng cấp không uh, quan trọng đâu, bằng cấp không quan trọng thế mà người ta vẫn đổ xô vào các cái trường tốt, không phải người ta ngu đâu, đúng không? đó nên là uh, các bạn đừng nghe người ta nói là không cần bằng cấp. Những cái bạn mà không tự học lập trình mà không có bằng cấp không học đại học, ạ, các bạn sẽ thấy cái điều đó nó rất là khó khăn, đúng không? ok đấy ok chưa vậy thì um, mình nghĩ ở cái phần mà Học đại học này thì các bạn nên học đại học những cái bạn mà chuẩn bị thi đại học ấy thì hãy cố gắng thi vào các cái trường tốt những cái trường mà nó có uh, <laughs> chương trình đào tạo tốt đấy okay, ok mà học cái 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 chia sẻ tiếp theo của ông ấy lời khuyên tiếp theo của ông ấy đấy là hãy làm việc Chúng ta với các cái project với các cái lập trình viên khác ok đó. mình có thể là một cái lập trình viên giỏi nhất ở cái project này nhưng mà mình có thể là một cái lập trình viên rất là tệ ở các cái project khác Đó. vậy thì nếu mà mình đã giỏi ở cái mình là một người giỏi nhất ở trong cái project này đúng không thì mình có thể chia sẻ cái khả năng của mình với những cái người mà kém hơn thế còn khi mà mình nhảy vào một cái project khác mà mình lại là một cái người kém thì mình lại học hỏi từ những người giỏi hơn đấy là rất là quan trọng ok Đó. <laughs> ở đây ông ấy okay, còn nói ra một cái phương pháp tiếp theo đấy chính là work on project after the programmer tức là mình sẽ uh, hiểu các cái chương trình mà đã được viết bởi những người khác ok và <laughs> hiểu và fix những cái lỗi mà những cái lập trình viên các cái chương trình mà những cái lập trình viên trước đó họ đã viết đấy ok mà mình đã mình kiểu mình chưa, chưa quen thuộc với nó ok và hãy nghĩ cái cách mà design các cái chương trình của mình để cho nó dễ dàng hơn, ok, để cho những người sau này mình, người ta bảo trì cái cốt của mình họ có thể dễ hiểu hơn đấy, ok, đó. ở đây cái chia sẻ tiếp theo đấy chính là à, hãy học khoảng năm sáu ngôn ngữ lập trình gì đó, ok, đó. ví dụ như là java hoặc là c cộng cộng hoặc là Lib, rồi Haskell vân vân. Mình nghĩ là một lập trình viên thì các bạn nên nắm được khoảng 5-6 ngôn ngữ lập trình Ví dụ như là C, C++, Java, Python à, uh, Ở đây mình cho thêm cái SQL vào nhé Hoặc là HTML, CSS, JS gì đó Các bạn uh, nên biết khoảng 5-6 ngôn ngữ lập trình Ok đó. mình thấy là khi mà các bạn đã học được một ngôn ngữ lập trình nào đó mà thành thạo rồi thì cái việc mà học các cái ngôn ngữ lập trình khác nó không có khó ok đó. thế còn mấy ba cái lời khuyên ở dưới này thì nó liên quan đến cái việc mà Uh, các cái uh, chuẩn chuẩn hóa các cái quy chuẩn khi mà các bạn code mình nghĩ là các bạn có thể đọc thêm được nhé. Thế còn cái bài viết ở dưới này thì ông ấy cũng có thể chia sẻ nhiều các cái uh, <laughs> kiến thức rồi là các cái tài liệu khác các bạn có thể vào trang peternovic Com để mình có thể đọc các cái bài báo, các cái chia sẻ, các cái tài liệu, các cái chương trình mà Peter Novic viết. Ok. Thế còn trong cái bài, bài cái cái bài viết này thì uh, mình chia sẻ với các bạn với cái mục tiêu ấy, đấy chính là học lập trình hãy kiên trì và làm nhiều bài tập Ok đừng có vội Đó. và nếu mà bạn có cơ hội học đại học thì hãy học đại học yeah. nếu mà các bạn muốn trở thành một lập trình viên và các bạn có cơ hội học lập trình thì các bạn học đại đại học còn nếu mà các bạn không thể có cơ hội mà học lập đại học học lập trình ở đại học ấy thì các bạn có thể tự học nhưng mà à, khi đó thì các bạn phải có một cái động lực rất là lớn để có thể theo đuổi cái đam mê của mình còn không thì hầu hết các bạn ấy sẽ bỏ cuộc giữa chừng ok thế thì à, đây cũng là thời điểm mà mình kết thúc cái chia sẻ ngày hôm nay các bạn có thể đọc cái bài viết này ở cái link bên dưới mình có thể chia sẻ cái link ở bên dưới ok